thôi. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt cái máy giặt Samsung 26 kg. Thì về tổng thể thì chiếc máy này rất dễ lắp đặt, là gần như là chúng ta không phải làm gì ngoài cái việc đấu cái dây nước vô cái vòi nước. À đây là cái dây nước của nó. Thì ở đây là đằng sau cái máy giặt Samsung này có hai đường nước, một đường nước nóng này và đường nước lạnh. Thì nó thể hiện bằng chữ cold là đường nước lạnh này và hot là đường nước nóng. Đấy, cái đường nước nóng này ấy, thì là nó đây có ngoài có một cái ống bịt đây. Đấy, nguyên tắc của cái vòi nước này ấy, là để tiết kiệm năng lượng thì các bạn có thể đấu đường nước nóng này vào cái đường năng lượng mặt trời và máy sẽ ưu tiên là lấy đường nước từ năng lượng mặt trời xuống để giặt khi các bạn giặt chế độ nước nóng, còn nếu không có là nó sẽ tự đun. Nếu các bạn không lắp được nước nóng qua đây thì các bạn phải lắp cái nắp bịt lại. Ok, như này. À, đây là cái dây nước đi theo máy đó. Đây, và để lắp đặt cái dây nước này thì ta cần lắp cái vòi nước đây. Đấy, vòi nước có sẵn đây. À, đây là vòi nước tiêu chuẩn thông thường nhất mà tất cả các hộ gia đình trên ở Việt Nam mình là đều dùng, kể cả thế giới cũng dùng như vậy. Và tôi hướng dẫn các bạn lắp. Đầu tiên là các bạn sẽ tháo cái ấn cái này xuống này. Đấy, ấn cái cút nước này xuống để lấy cái đầu lắp vòi nước ra. Đấy, đây nó này đây. Rồi, ok. Và ta sẽ lắp cái này, đưa cái đầu vòi này đây, nới hết ốc này ra. Nới vừa các bạn nhá, đừng có nới ra nó tụt hẳn ra ngoài là không được. Nới vừa phải thôi, cho vào cái đầu cút nước cái này. Đấy, ấn nó lên. À, ok, xong rồi vặn ốc vít vào. Đấy, vặn vít này vào. Con vít này không cần phải vặn chặt lắm đâu nhá, bởi vì nó chỉ được cố định. Đấy, nó cố định cho cái vòi này khỏi tụt ra khỏi cái vòi nước này thôi. Vặn nước này rồi, và lấy tu vít siết nhẹ lại. Đây, các bạn nhìn tôi chỉ thao tác một tay thôi, chưa cần dùng hai tay, một tay vẫn cầm điện thoại ấy. Đấy. Đấy là sao cho nó chặt lại là ok. Rồi. Ok. Đấy, vào đây là đường nước, khi này ta sẽ set up lại đường nước. Đây. Cái này các bạn ấn xuống nhé, trong này nó có viên bi. Cái bi này nó có lấy giữ mà. Ấn nó xuống, cho đây này. Ấn cái. Rồi, thả tay ra. Và ok, vậy là xong. Đây, còn đây là đường nước. Thì trong này này, trong cái van nước có một viên bi. Viên bi này là nó sẽ chống cho cái đường nước này chảy ngược. Tức là nó sẽ không bị, khi nước nóng nó chảy nó không ngược cái đường nước lạnh, xin qua van nước lạnh để về đường nước lạnh. Như đây, viên bi trong cái này có tác dụng như vậy. Và ta lắp vào đường này, đường cun. Đấy, lắp vào đường nước cun này. Và siết chặt. Đấy, siết chặt ạ. Đấy. Thế là xong. Vậy là các bạn đã xong. Thế còn con đường cái máy Samsung FlexWatt 2 tầng này thì có đường hai đường nước. Đây là một đường nước ra. Đấy, đây là đường này là đường ra của tầng dưới. Còn đây là đường nước ra của tầng trên. Đây, đường nước này ta nhớ là phải vắt lên trên cao. Đây, đường thông thoát nước này phải vắt lên trên cao này, sau đó mới đưa ra ngoài. Đấy, qua hai ống. Đây nó có một cái dấu, đây là dấu gạch chéo là không được tháo được nước này ra. Đấy, không được tháo được nước này ra. Nó thấp thì sẽ tụt dưới nước, tụt xuống. Này đây, còn đây là đường thoát khí. Đường này thoát khí sấy. Có một số model thì đường thoát khí sấy đi chung với đường nước. Còn đây là model này là thoát khí sấy chạy rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hãy ủng hộ điện máy Tân Long, bởi vì máy giặt Samsung 23 kg, 26 kg chúng tôi đang bán giá rẻ nhất tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn.